Thưa quý vị, dự thảo luật bảo hiểm xã hội sửa đổi đang được lấy ý kiến bổ sung phương án quy định mới, chỉ giải quyết một phần, tối đa không quá 50% tổng thời gian đóng bảo hiểm khi nhận bảo hiểm xã hội một lần. Các chuyên gia cho rằng, chính sách hạn chế rút bảo hiểm xã hội một lần nhằm đảm bảo an sinh lâu dài của người lao động. Về phần người lao động, họ cũng đang có nhiều ý kiến trái chiều về vấn đề này. Về quy định hưởng bảo hiểm xã hội một lần, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội nêu ra hai phương án. Phương án 1 giữ nguyên quy định hiện hành. Cụ thể, sau 12 tháng không thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, không tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện và có thời gian đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ 20 năm, người lao động sẽ được rút bảo hiểm xã hội một lần. Phương án 2 được đưa ra là sau 12 tháng không thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, không tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện và có thời gian đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ 20 năm mà người lao động có yêu cầu thì được giải quyết một phần nhưng tối đa không quá 50% tổng thời gian đã đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất. Thời gian đóng bảo hiểm xã hội còn lại được bảo lưu để người lao động hưởng chế độ bảo hiểm xã hội khi đủ tuổi nghỉ hưu. Như vậy, với phương án này thì người lao động chỉ được rút tối đa không quá 50% tiền bảo hiểm xã hội một lần nếu chưa đủ tuổi hưu. Phần còn lại sẽ được bảo lưu và người lao động sẽ nhận lại khi đủ tuổi nghỉ hưu. Nhiều lao động cho biết họ mong muốn và sẽ cố gắng giữ khoản bảo hiểm xã hội lại để lo cho tương lai, nhất là khi về già không còn khả năng lao động. Chắc là em chưa nghĩ điều đó, nhưng mà nếu mà có chuyện rắc rối xảy ra thì em sẽ tìm một cái gì đó em đóng tiếp để mà sau này em rút để em làm lương hưu hay cái gì đó. Hiện tại thì em cũng chưa có nghĩ tới, nhưng mà nếu mà tính về lâu về dài á, thì em vẫn muốn, nếu mà có sự có xảy ra thì em vẫn muốn là duy trì tiếp tục đóng khoản bảo hiểm này cho tới khi về già chẳng hạn. Em không có muốn trở thành gánh nặng cho gia đình đó chị. Mặc dù mong muốn là vậy, song do đời sống công nhân lao động gặp nhiều khó khăn, nhất là khi bị thất nghiệp hoặc không có việc làm, buộc họ phải chọn cách rút bảo hiểm xã hội một lần để có một khoản tiền trang trải cuộc sống trước mắt hoặc tìm cách làm ăn. Cá nhân tôi nghĩ là cái bảo hiểm này thì nó có nhiều mục đích lắm. Đối với những người, người ta nghĩ về hưu, về già, người ta không cần phụ thuộc vào con cái thì người ta sẽ để lấy cái tiền hưu hàng tháng. Nhưng mà có một số anh chị em công nhân thì họ, như cá nhân tôi thì đến nay là tôi làm công ty đã được 13 năm rồi, thì từ khi tôi đến tuổi hưu thì tôi vẫn còn rất trẻ, thì những người như tôi họ sẽ muốn rút một lần để có thể là có những cái khoản tiền để kinh doanh hoặc như thế nào đó, thì nó tùy vào mục đích của mỗi người. Cái đề xuất mà rút 50% bảo hiểm thì thực ra là người lao động mình không muốn cái đó, người ta muốn là như thế cái luật cũ ấy. Chứ như vậy thì nhiều khi là người lao động người ta sợ cái sự thiệt thòi về mình á, cho nên người ta không muốn. Cho nên là hiện tại bây giờ là cũng rất nhiều người lao động mà làm lâu năm á, là người ta muốn nghỉ việc để người ta lấy bảo hiểm. Rõ ràng, việc rút bảo hiểm xã hội một lần ảnh hưởng rất nhiều đến vấn đề an sinh của người rút. Bên cạnh đó, hiện nay tỷ lệ người rút bảo hiểm xã hội một lần ngày càng gia tăng. Nếu còn siết lại thì sẽ ảnh hưởng đến quỹ an sinh của toàn xã hội. Tuy vậy, do thực tế cuộc sống có lúc khó khăn, nhiều người lao động không biết bấu víu vào đâu nên chỉ trông chờ vào khoản tiền đóng bảo hiểm xã hội. Do vậy, để đảm bảo cuộc sống về già cho người lao động thì ngoài việc tuyên truyền hạn chế rút bảo hiểm xã hội một lần, các cơ quan chức năng cần tính toán cải cách tiền lương, nâng cao thu nhập để người lao động có khoản tích lũy thì họ sẽ trang trải được cuộc sống tạm thời và không nghĩ đến việc rút bảo hiểm xã hội một lần.